Thùy Dương mến chào quý vị. Thùy Dương sẽ chia sẻ tiếp về cái nội dung trong cái biến cố của cái Tết Mậu Thân năm 1968. Và đây là một cái quyển sách khá là dày, dày và nhiều. Cho nên là Thùy Dương sẽ cố gắng mỗi ngày Thùy Dương chia sẻ một tí xíu. Tại vì ở Việt Nam không có đọc được, chứ mà đọc được chắc là Thùy Dương không có mệt đâu quý vị. Thùy Dương mệt, nhưng mà quý vị nếu mà quý vị nghe rồi quý vị hiểu, nhất là những người bạn trẻ đó, thì chị Dương có mệt cỡ nào thì chị Dương cũng sẽ cố gắng. Cái vấn đề là chị em chúng ta cùng phải hiểu cái sự thật để chúng ta biết thì chúng ta nên làm gì cho đất nước của mình. Xin đừng quên Tết Mậu Thân năm 1968. Từ năm 1802 đến năm 1945, thành phố Huế là kinh đô của nước Việt Nam dưới triều nhà Nguyễn. Năm 1945 đó, Cộng sản cướp chính quyền và đến năm 1954, nước Việt Nam lại bị chia hai. Cộng sản từ vĩ tuyến 17 trở ra, quốc gia từ vĩ tuyến 17 trở vào. Thủ đô miền Nam được dời vào Sài Gòn nên Huế được gọi là cố đô. Cố đô Huế từng là chứng tích của hai biến cố lịch sử quan trọng. Ngày 7 tháng 7 năm Ất Dậu là 1885 á, Huế bị thất thủ vì tay thực dân Pháp, là lúc đó có 500 người chết. Ngày 15 tháng 1 năm Mậu Thân năm 1968 thì Huế bị Cộng sản chiếm đóng 25 ngày. 5.000 người bị họ tàn sát và chôn sống, lưu lại cho lịch sử cố đô Huế 2 ngày giỗ tập thể đau thương thảm sầu vô tận. Ngày giỗ tập thể thứ nhất đó là ngày 7 tháng 7 năm 1885 năm Ất Dậu. Thời kỳ này đó là Pháp xâm lăng Việt Nam. Triều đình Huế phải ký một cái hiệp ước Pinot năm 1884 nhìn nhận sự đô hộ của Pháp. Ngày vua Hàm Nghi lên ngôi, hai quan phụ chánh là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đã không thông báo cho Pháp. Khâm sứ Decore đòi hỏi tội hai ông Tường và Thuyết, nên hai ông đã mang quân đánh vào hai đồn của Pháp là Tòa Khâm và Đồn Mang Cá. Quân ta đánh rất hăng, nhưng vì vũ khí thô sơ nên đã thua. Tôn Thất Thuyết đã phò giá vua Hàm Nghi chạy ra Quảng Trị để mà kháng chiến. Sự thiệt hại của quân ta hồi ấy chỉ có độ 500 người. Đến ngày tưởng nhớ kinh đô thất thủ, nhà nào cũng có giỗ, gọi là giỗ tập thể. Cái thời Pháp đó quý vị mà thiệt hại 500 người, mà thời Cộng sản là 5.000 người. Nói tới đây thôi quý vị hiểu ý thì Dương ha. Ngày giỗ tập thể thứ hai đó là ngày 15 tháng 1 năm Mậu Thân năm 1968. Tính đến Tết Mậu Thân, cuộc chiến quốc cộng kéo dài đã 22 năm. Ngày nào cũng có người chết, kẻ bị thương. Quân nhân bị thiệt hại đã đành, thường dân lo cày sâu cuốc bẫm, làm ăn đó cũng bị vạ lây luôn. Trường học đó, bệnh viện, xóm làng đều bị Cộng sản pháo kích một cách nó bừa bãi. Xe đò đó, xe lửa thì bị mìn như cơm bữa, đe dọa cuộc sống hàng ngày của đồng bào. Nguyện vọng của mọi người là mong có một cái ngày hưu chiến trong dịp lễ như là Giáng sinh, hoặc là Phật Đản, hoặc là Tết Nguyên Đán. Tết Mậu Thân năm 1968 đó, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đề nghị hưu chiến một tuần lễ, nhưng mà phía Cộng sản chỉ thỏa thuận có 3 ngày thôi. Kể từ 6 giờ chiều 30 Tết đến 6 giờ chiều ngày mùng 3 Tết, tại lúc này là họ là phía Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đó quý vị, là đã có một cái âm mưu là phải tiến chiếm vào miền Nam trong cái Tết Mậu Thân năm 68 này. Thì phía Việt Nam Cộng Hòa đó là người dân rất là vui mừng vì có 3 ngày thoải mái để mà vui xuân, đi thăm viếng bà con. Nhưng mà phía Cộng sản nó chỉ lừa gạt mọi người thôi. Chúng bí mật toan tính một trận đánh bất ngờ toàn diện mà chúng gọi là một cái cuộc tổng công kích. Tổng nổi dậy, lời nói nó luôn trái ngược với hành động là bản chất của bọn Cộng sản. Tết Mậu Thân, Sài Gòn. Giữa đêm 30 Tết, trong lúc mọi người đang lễ giao thừa, đó du xuân hái lộc, thì Cộng sản đã sử dụng 16 tiểu đoàn tấn công một lúc vào Tòa Đại sứ Mỹ, Tổng nhà Cảnh sát Quốc gia, phi trường Tân Sơn Nhất, chặn đứng các trục giao thông, xâm nhập nhiều nơi công cộng, chùa, nhà thờ, chợ búa, công viên,
Vì một số lính cộng sản không thông thạo đường xá nên cuộc tấn công bị bại lộ. Nhờ thế đó, quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã kịp báo động cho các đơn vị giữ vững đồn trại. 11 tiểu đoàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được huy động ngay để mà chống trả. Với sự tiếp ứng của 3 tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ đó, nên dễ dàng để đẩy lui cộng sản. Thì năm 1965 thì Mỹ vào ha. Thì sau đó 3 năm thì thằng cộng sản nó đánh cái trận Mậu Thân. Thì những trận đánh tại Sài Gòn đã có nhiều tình tiết vô cùng là lý thú. Giữa tiếng súng vang rền, đồng bào bám sát theo chân binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa để xem và tiếp tế bánh mì, bánh chưng, rồi bánh tét, nước uống, đem mứt Tết ra cho các anh em đang chiến đấu. Thật là thấm thiết cái mối tình quân dân. 12 ngày sau đó Sài Gòn và Chợ Lớn được đánh đuổi được Việt Cộng ra khỏi, không còn một móng nào. Và Tết Mậu Thân ở Nha Trang, Đà Nẵng, lợi dụng cái pháo giao thừa đó, Việt Cộng xâm nhập khắp mọi nơi luôn. Nhưng mà vẫn nhờ các đơn vị ứng chiến 50%, nên đã giữ vững được vị trí, ngay ngày hôm sau đã đánh đuổi Việt Cộng ra khỏi thành phố. Nơi nào mà chúng bám víu kiên cố cũng chỉ kéo dài không quá 3 ngày. Tại các tỉnh lỵ, quận lỵ khác trên toàn miền Nam đó, có nơi Việt Cộng chỉ cầm cự được có 1 ngày mà thôi. Thì quý vị nghe cái nội dung thì Dương chia sẻ, xong quý vị chạy qua, quý vị đọc cái bài do Cộng sản nó viết thì quý vị sẽ thấy nó khác hết trơn, không giống gì hết trơn. Rồi tiếp theo nữa là cái Tết Mậu Thân ở Huế, anh chị thấy nó đánh tùm lum hết á. Trong trận chiến Tết Mậu Thân đó thì Việt Cộng đặt nặng vào mục tiêu là thành phố Huế. Lý do là lúc bấy giờ sau những vụ lộn xộn về Phật giáo á, một số người dân Huế đã bất mãn với chính quyền trung ương tại Sài Gòn. Anh chị thấy nó ghê không? Nó nắm cái tâm lý là cái khúc đó mới bị vậy đó, phải vô khúc đó liền, phải đánh vô khúc đó liền, phải tận dụng khúc đó liền. Đó là cái đầu của cộng sản nó khôn nhưng mà khôn ác. Thì cái nhóm lập trường của giáo sư Tôn Thất Hanh đã ra một tuần báo lấy tên là Lập Trường Để Chống Chính Phủ. Việt Cộng tưởng là thời cơ đã đến nên dốc toàn lực lượng vào thành phố Huế và gọi là Tổng Nổi Dậy. Dân Huế tuy bất bình với Sài Gòn nhưng đâu có thích gì cộng sản mà theo chúng. Nên khi súng đã nổ rồi đó thì nhìn lui, nhìn tới cũng chỉ có mấy đơn vị Việt Cộng và đám công an. Bọn Nằm Vùng và bộ tứ Hoàng Vũ Ngọc Tường, Hoàng Vũ Ngọc Phan, Trịnh Công Sơn và Nguyễn Đắc Xuân. Là có ông Trịnh Công Sơn nằm trong đây. Thì Dương thấy có nhiều người khen khen ổng. Là có ông Trịnh Công Sơn nằm trong đây. Giận cá chém thớt, Việt Cộng đã cho bộ tứ này toàn quyền sanh sát, nên mới có những vụ chôn sống người không nương tay vô cùng thê thảm mà chúng ta đã biết. Sở dĩ Việt Cộng chiếm đóng Huế đến 24 ngày là do tên trung đoàn trưởng Thân Trọng Một. Cái ông này ông tên là Thân Trọng Một. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 30 Tết đó, đã sử dụng một trung đội cảm tử đột kích cầu An Hòa làm đầu cầu. Từ đó hắn cho trung đoàn 800 của hắn xâm nhập vào đường cống của cửa chánh Tây, chiếm 50% thành nội Huế, lập nên nhiều công sự trước nửa đêm. Thành nội Huế có hai lớp tường dày kiểu vau ban được xây từ đời vua Gia Long, do các cố vấn kỹ thuật Vanier, Olivier và Chaynau nên rất là kiên cố. Lại thêm Việt Cộng có lệnh phải tử thủ để gây ảnh hưởng về chính trị, phù hợp với phong trào phản chiến đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Vì vậy đó, trung đoàn của Thân Trọng Một đã kiên trì bám trụ, làm cho các đoàn quân của sư đoàn 1 và thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đó, gặp nhiều khó khăn khi mà đánh chiếm lại. Phi cơ anh tạc và trọng pháo không được sử dụng vì sợ thiệt hại các di tích lịch sử. Trời, họ chiến mà còn họ còn bị sợ các di tích lịch sử. Anh chỉ thấy là họ muốn giữ gìn và muốn bảo tồn những cái gì gọi là lịch sử. Còn cộng sản vô là dẹp hết, phá hết, bỏ hết, xóa hết. Quân ta đó phải giành từng ngôi nhà nè, rồi từng mảnh vườn nè, từng con đường phố nè. Có khi phải đánh giáp lá cà vô cùng là chật vật trong cái trận chiến mà đã chiến đấu với giặc rồi mà còn phải chiến đấu nương tay để giữ gìn những cái thứ thì Dương mới vừa kể. Nhưng mà cuối cùng đó, sư đoàn 1 và thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa đó, cũng đã giành lại được cái kỳ đài. Kỳ đài là gì quý cô chú? Điểm tử thủ cuối cùng của Việt Cộng.
để kéo lá cờ vàng ba sọc đỏ lên thay thế lá cờ máu của Việt Cộng. Và sau 24 ngày đêm chiến đấu cam go đó vất vả thì lá cờ vàng cũng đã được dương lên. Thế là vụ phản bội hưu chiến đó, đánh úp Tết Mậu Thân đã kết thúc với kết quả là 48 thành phố và thị trấn bị tấn công. Huế 24 ngày, Sài Gòn 12 ngày, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng 3 ngày. Các nơi khác chỉ bị 2 ngày hoặc 1 ngày là chấm dứt. Thống kê cũng cho biết là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó bị thiệt hại 3.000 người. Rồi quân Mỹ là 1.500 người. Thường dân là 100.000 người. Trời ơi! Thường dân là 100.000 người, anh chị thấy không? Nó giết. Cho nên Cộng sản Bắc Việt, anh chị, nó vô, nó đâu có nhắm vô lính Việt Nam Cộng Hòa, nó nhắm vô dân không à. Cho nên người dân chết rất là nhiều. Rồi Cộng sản đó là có 58.373 thiệt mạng. Rồi 9.460 bị bắt làm tù binh. Quý vị nghĩ coi cái ngày đó mà Cộng sản nó không vô có chết nhiều vậy không? Có chết không? Nó vô, anh chị thấy không, con số người chết trong thời gian mà Huế thì 24 ngày là thời gian dài nhất mà giết người cỡ vậy. Rồi chiến dịch chôn sống của Cộng sản bắt đầu từ Trường Gia Hội với 4 hầm, mỗi hầm 50 người, tất cả là 200 người. Kế tiếp là Bãi Dâu 2 hầm, mỗi hầm là 100 người. Tại vùng ngoại ô đó, Chợ Thông thì 100 người, Chùa Quan Tự là 100 người, Đông Gia là 100 người, Ngự Bình là 250 người, Bản Lãng là 200 người, Thiên Hàm là 200 người, Suối Đá Mài đó, tức là Khe Tre thì có 600 người. Nạn nhân tại Đá Mài đó, bị đập đầu bằng búa nè, rồi xô xuống sông, không cần chôn cất, vì nơi này là một vực sâu rất là kín đáo. Gì thế đó? Cộng sản đó. Đa số nhóm sinh viên, học sinh phản chiến lập trường từng chống lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lâu nay đó, do Cộng sản xúi dục đó, ngỡ rằng là sẽ được tha, được ân tha, Cộng sản nó sẽ tha cho. Nào ngờ Cộng sản thì nó vắt chanh, nó bỏ vỏ luôn, cho đi chầu dân vương tuốt luốt. Thì vùng biển Thừa Thiên đó, huyện Phú Thứ, tại các xã Vĩnh Lưu, Vĩnh Lộc, Xuân Lộ, Lê Xá đó, thì có đến 1.000 người bị chôn sống tại các gò cát dọc theo bờ biển dài 1 km. Sau 3 tháng, các ngôi mộ này mới được khám phá. Tuy chậm trễ nhưng mà nhiều nạn nhân, đến nỗi chính quyền tỉnh Thừa Thiên phải tổ chức đám ma tập thể thứ hai với cả ngàn chiếc quan tài. Báo chí Việt Nam và thế giới đều tìm về Huế để mà đưa tin tức, chụp hình hay là quay phim, đã làm cho toàn cầu đó phải xúc động. Tuy vậy, đến nay đó vẫn còn có 2.000 đồng bào nạn nhân đang được ghi nhận là mất tích và chưa tìm ra dấu vết. Trong lịch sử chiến tranh đó, chúng ta thấy người Nhật giết người Tàu, rồi người Đức nó giết người Pháp, rồi người Do Thái giết người Palestine, hoặc là ngược lại. Trong chiến tranh Việt Nam thì do Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Cộng sản từ Liên Xô, chủ trương đấu tranh giai cấp, Cộng sản đã gài cho anh em cùng một tổ tiên đang tâm giết hại lẫn nhau nè, rồi chôn sống nhau không thương tiếc, vô cùng độc ác, mất cả tình ruột thịt, mất cả tình người. Đó, trời thật khó dung, đất thật khó tha, thì anh em quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó làm sao mà có thể quên được. Tết Mậu Thân năm 1968 đã đi vào lịch sử với những dấu ấn quá là sâu đậm. Chẳng ai có thể xóa được cái tội ác của Cộng sản hết. Tết Mậu Thân là một chứng tích tàn độc, dã man của Cộng sản, chẳng khác gì loài cầm thú. Tết Mậu Thân là một kỷ niệm đau thương chung cho toàn dân Việt Nam. Tết Mậu Thân nhắc nhở chúng ta, nhất là các thế hệ trẻ, đừng bao giờ quên những cái tội ác tày trời của Cộng sản. Cần phải đấu tranh để giải trừ Cộng sản, quang phục lại quê hương, để nhân dân Việt Nam được sống hạnh phúc, đầy đủ dân chủ, tự do và nhân quyền như các dân tộc khác trên thế giới. Thì cái bài viết này là của Nguyễn Văn Thư, quý vị. Quý vị biết không, là Thùy Dương mới vừa đọc có 2 trang thôi đó, mà quý vị thấy là bao nhiêu phút rồi. Cho nên là Thùy Dương nghĩ rằng là cứ mỗi một ngày Thùy Dương làm một cái video ngắn ngắn như vậy để quý vị có thể nghe. Chúng ta nghe dài quá, chúng ta sẽ đầy thông tin, chúng ta sẽ không có nhớ. Cho nên là Thùy Dương muốn làm ngắn ngắn thôi. Để khi mà quý vị có thời gian đó, Thùy Dương thấy có những người bạn rất là dễ thương quý vị. Mỗi lần lái xe đi đâu đó cái là mở video của Thùy Dương lên nghe.
hoặc là nếu mà mình đi xe máy đó thì mình mang tai phone vô mình nghe cũng được, để mình hiểu về lịch sử ở trong Việt Nam thì nó không có cho quý vị đọc ha. Bây giờ Thùy Dương đâu có biết là giúp quý vị bằng cách nào đâu, chỉ còn có cái nước là Thùy Dương đọc ở ngoài đây, Thùy Dương đưa lên YouTube rồi đông đảo quý vị cùng nghe, chứ Thùy Dương đâu có biết làm cách nào. Cho nên có nhiều người nói là mày có ngon về Việt Nam mày tranh đấu, Thùy Dương đâu có ngon đâu, thịt Thùy Dương không có ngon. Thịt Thùy Dương không có ngon bằng thịt tôm thịt cá Việt Nam, thịt cá Việt Nam ăn vô bệnh chết á. Thịt Thùy Dương không có cái đó thì nó không ngon. Thùy Dương giỡn với quý vị một chút xíu á. Thùy Dương rất là mong giúp đỡ để mà đưa cái lịch sử ra ánh sáng. Rồi, Thùy Dương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi cái video của Thùy Dương. Và nhớ nha, sau mỗi cái video của Thùy Dương, quý vị đừng có quên là nhắn cho Thùy Dương một cái like. Đừng có quên nha. Tại vì cái like đó là quý vị đang giúp Thùy Dương đưa để mà YouTube nó đề xuất để cho nhiều người khác người ta coi với. Rồi, nếu mà quý vị chưa nhấn ghi danh kênh á, thì quý vị hãy nhấn ghi danh. Những người nào mà tình cờ mà coi video của Thùy Dương, hãy nhấn ghi danh để lát, để lần sau mà Thùy Dương có video đó thì quý vị sẽ thấy cái video của Thùy Dương để quý vị có thể theo theo dõi tiếp. Rồi Thùy Dương cảm ơn quý vị, Thùy Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.